Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái tựa game rất là kỳ dị. Tựa game có sự trả thù của con sâu. Như các bạn được biết thì cá lại thích ăn sâu, mà chả hiểu sao một con ở dưới biển nó lại thích ăn một con ở trên cạn cả. Thì ở đây thì trong cái bối cảnh mà các con sâu bị chúng ta mang xuống và câu cá, thì con sâu này nó đã không phải nó trả thù con người, mà nó lại trả thù mấy con cá rất là vô hại, và nó chỉ biết ăn sâu thôi. Thì cách chơi của chúng ta thì cũng đơn giản thôi. Ở đây chúng ta đang có các màn upgrade. Upgrade này làm gì? Upgrade để cho một sức mạnh sung mãn và có một cái thuyền chạy nhanh. Đấy, như mình đã giới thiệu, chúng ta sẽ đóng vai là con sâu. Các bạn có thể thấy đây, con sâu này khá dị. Nó được các phi hành gia đã gọi là tài trợ cho các thứ rất là vui vẻ, như kiểu là có một cái phao, có một cái bình thở. Và ở đây thì chúng ta sẽ chui xuống biển sâu. Ở dưới biển này thì chúng ta sẽ kiếm oxy để hít thở đây, và có các hạt oxy. Thì có các phím điều khiển rất là đơn giản thôi, phím di chuyển lên, phím nhấc lên nhấc xuống, hoặc là có các thông số các bạn cần để ý là máu với cả lượng là bong bóng này là tính lượng oxy các bạn. Khi mà các bạn có một kỹ năng đặc biệt ở đây thì nó sẽ câu lao được đấy, nó sẽ bắn từng phát một để có thể clear mấy con quái nhanh hơn. Thì chúng ta đang gọi là chu du, bơi đến lúc nào, bơi đến điểm mà chúng ta cần thiết thôi. Nó sẽ có một điểm như kiểu là mình đang bật máy cày cho nó nhanh rồi đấy, chúng ta đã hoàn thành cho màn chơi. Và để đạt được 3 sao các bạn phải làm như nào? Các bạn phải nhặt được 80% cái lượng sao, tiền, và các bạn phải hoàn thành trước 5 năm giây thì nó mới được. Thì hiện tại thì mình không hoàn thành được. Và chúng ta đang ở ngoài map to của bàn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều bàn chơi. Như các bạn bàn chơi biết thì nhìn này, chúng ta có thể biết chúng ta sẽ gặp những cái gì. Ví dụ chúng ta gặp những con cá kiểu Pihama này, hay là những gặp con cá mẹ cực kỳ nguy hiểm này, mình chả biết nó cá gì. Và có các quả địa lôi, hay là nhặt tiền, hoặc là cá kiếm, rồi là cá đầu to, cá đầu nhỏ, con bạch tuộc. Nói chung là có rất là nhiều, nhưng các bạn cứ từ từ mà cảm nhận. Ngoài ra thì chúng ta có vào phần cài đặt. Trong phần cài đặt thì có sẽ chọn các mức đồ họa. Đồ họa này nó tùy thuộc vào nhiều thiết bị, và để cho chúng ta trải nghiệm game một cách mượt mà, một cách đơn giản hơn, thì nhà phát hành nó đã tối ưu hết cho chúng ta. Và có cái phần điều khiển nút. Đây, nút chúng ta có thể di chuyển được, di chuyển là thuận tay, càng tốt đấy. Thì ngoài ra thì nếu các bạn chỉnh ngu quá thì có thể ấn về default để cho nó trở về cái nút như bình thường đấy, và bật tắt âm thanh như bình thường thôi. Và game tương đối đơn giản, và đồ họa cực kỳ thân thiện, và âm thanh nghe rất là chói tai. Bài hướng dẫn và trải nghiệm game của mình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và gặp lại. Thì game này chơi khá là nghiền thôi. Nếu mà các bạn đã rơi vào tầm là kinh nghiệm thì chơi rất là khó rứt. Mình cũng xếp dần dần. Nó chỉ sẽ bắt nguồn từ một thôi. Còn nếu mà không